Để cải thiện chỉ số chất lượng không khí trong khu vực nội thành, bên cạnh việc tăng cường trồng cây xanh, thành phố Hà Nội sẽ triển khai xử lý các phương tiện xả khói đen quá niên hạn sử dụng. Thông tin vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố đưa ra. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu lực lượng công an kiểm tra, rà soát, xử lý các phương tiện giao thông xả khói đen, trong đó tập trung vào xe sử dụng dầu diesel, các phương tiện không đảm bảo che chắn gây ô nhiễm môi trường, cuốn đất đá trên đường. Đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các công trình xây dựng, công trình cải tạo sửa chữa lát đá vỉa hè. Trước đó, kết quả quan trắc chất lượng không khí tại 35 trạm đo ở Hà Nội cho thấy là chỉ số không khí có xu hướng xấu đi trong những ngày đầu năm 2021, chạm ngưỡng rất xấu, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.